Marco Mobile chào anh em Như em thấy thì mình đang ở đây mình đang có một loạt những cái máy Google Pixel Anh em nào chưa biết về cái dòng này thì tham khảo xem nó khá là thú vị Cái dòng này có ưu điểm là mượt vì nó chạy hệ điều hành gốc Cập nhật mới nhất bởi vì bố của nó chính là bọn Google Google sản xuất cái hãng cái bọn Pixel này mà Nó luôn luôn được cập nhật mới nhất Cũng như là chạy những cái bản Android Beta mới nhất Hiện nay nó đang chạy được Beta 11 rồi Android 11 Ưu điểm của chúng nó là, là mượt này Được cập nhật mới nhất và chụp ảnh rất đẹp kể cả cái con pixel 2 này mình không nói đến trình độ người chụp nhé nếu cùng một người chụp cùng một điều kiện chụp như nhau mình khẳng định con pixel 2 này chụp thậm chí là còn nhỉnh hơn con nốt 10 của bọn Samsung trong khi giá thì chênh nhau phải đến 4 lần ưu điểm mà khiến cho mọi người thích cái bọn này là vì nó mượt luôn gần như là luôn được cập nhật mới nhất chắc chắn là luôn được cập nhật mới nhất thì đúng hơn và nó chụp rất đẹp chụp đẹp của nó cũng không chỉ có ai xử lý tốt chi tiết tôi lấy tốt mà nó xử lý rất là khôn anh em cái từ khôn này rất là khó nói nhưng anh em chụp thử thì sẽ biết đấy cũng là lý do mà nhiều người thích cái bọn này các anh em nghe qua những cái mình nói chắc là đã nghe nhiều lần rồi nghe nhiều người nói rồi ở trong cái clip này mình xin phép được hướng dẫn mấy anh em chưa dành lắm về test máy anh em đang băn khoăn là nên mua con nào mua con pixel nào và kiểm tra sơ qua như thế nào Mình sẽ cố gắng nói trong vòng khoảng 10 phút chia sẻ nhanh gọn với anh em Bọn Pixel này thì không có nhiều đời nhé Từ đời thấp đến đời cao nó có khoảng hơn chục con thôi Anh em không nên mua từ XL trở xuống, XL trở xuống chụp xấu hơn Còn từ 2 cho đến 4 XL thì Công nghệ nó, nó không đột phá nhiều Ảnh chụp của 4 XL so với 2 chắc chắn là hơn nhé, 3 so với 2 chắc chắn là hơn nhưng nó hơn không nhiều chỉ 9,5 trên 10 hay là 9 trên 10 thôi hơn không nhiều đâu mình dám nói là nhiều người nhìn ảnh của hai con chụp không phân biệt được luôn đấy tùy uh, anh em thích cái con nào còn với cả kinh tế nữa Dĩ nhiên là có kinh tế thì cứ con đắt nhất mà mua 4 xl sống nó hơi tồi tàn tí vì mình không có ốp của nó mình dùng ốp còn 3 là con này dùng ốp 3 là vừa khít này con này con 4 xl là Đây là số điện thoại của shop anh em nhé Nó nhiều anh em biết rồi Anh em Google cũng ra cái page của shop Hoặc là vào Facebook Nhập số điện thoại này hay vào Zalo kết bạn với mình 083 868 7997 Mình xin được nói lại này Mất 3 phút của anh em rồi Trước mặt anh em là mấy con Google Pixel Trong clip này mình xin phép được chia sẻ Và mong anh em góp ý nếu mà cảm thấy mình cần bổ sung cái gì Hay mình thiếu sót cái gì mình xin phép được chia sẻ với anh em về bọn Google Pixel này nên chọn con nào phù hợp với cái nhu cầu của mình và sau khi đã quyết định được chọn con nào rồi thì kiểm tra máy như thế nào khi mua kiểm tra mình nhấn mạnh là kiểm tra sơ bộ thôi bởi vì nói thẳng ra kể cả là thợ nhá nếu như đã gặp những con máy mà nó được sửa chữa hay là nó được dựng lại cực kỳ tinh vi thì không ai có thể nói mạnh được phải mở ra thì mới biết mà mở ra thì còn nói chứ gì là zin với cả mở ra làm gì quay bảo hành cho mình Thế là mấy mấy cái này anh em phải phải lưu ý này. Mình chia sẻ hay bất cứ ai chia sẻ chỉ là kinh nghiệm thôi, còn anh em phải mua cái chỗ uy tín, mua cái chỗ mà có trách nhiệm với cái sản phẩm người ta bán ra. Mình không dám nói là con máy nào của mình cũng 100% zin nhá, mình nói thế luôn. Ông nào mà dám bảo máy của ông 100% zin thì mình nghĩ là ông ấy tự tin quá thôi. Nhưng mà chắc chắn là mình bán hay là những người bán mà có tâm có uy tín đều có trách nhiệm với cái sản phẩm mình bán ra hay họ bán ra ví dụ mua một con về mà có vấn đề lỗi đương nhiên là kiểm tra lỗi tem mát hay bảo hành các điều kiện còn nguyên người mua không có can thiệp gì thì phải có cái xử lý cho người ta hoặc là đổi máy hoặc là phải xử lý triệt đề cái đấy cũng cực kỳ quan trọng nhiều anh em không hiểu là anh em ở đâu cái khái niệm người dùng tôi người dùng đấy tôi mua của người dùng đấy mua của người dùng đồng nghĩa với việc là không có bảo hành hỏng đâu là chịu đen thì lại chửi người ta thực ra mình mình không có ý gì đâu nhưng nếu chửi thì phải tự xem bản thân trước cái đấy là lựa chọn của mình tiền của mình bỏ ra có ai bắt mình đâu anh em đã mua rẻ hơn lúc mua rẻ hơn thì đã cười vào mũi mới ông mua đắt nhưng thực ra cái đắt thì người ta đắt theo kiểu gì người ta bị lừa hay là người ta chấp nhận có để người ta có cái hạn bảo hành đấy. thôi không lan man nhé mình xin phép chia sẻ với anh em về các cái đặc điểm sơ qua của bọn các đời pixel này và cái kiểm tra cơ bản mình có rất nhiều bài viết về cái bọn pixel này anh em vào các cái hội của nhóm google gõ tên mình ấy, nguyễn đức cường hoặc là gõ số điện thoại của mình nó sẽ ra các cái bài này. tìm ấy nó sẽ ra các cái bài viết mà mình đã từng viết 083 868 7997 đấy trong đấy có những cái bài mà mình hướng dẫn anh em về hai sim này hướng dẫn anh em về cách kiểm tra này sự khác biệt giữa các đời máy này mình sẽ nói nhanh sơ qua bọn Google Pixel này nhé thì như mình đã nói từ đầu ấy chúng nó chung nhau cái là chúng nó chụp đẹp máy mượt chụp đẹp máy mượt và cập nhật liên tục ba cái à. ba cái đặc điểm ấy còn mình mình nói lại luôn để anh em khỏi phải lan tăn ví dụ nhỉ tôi mua con hai nó xịn được con bốn không đời hai kém đời 3 đời ba kém đời 4 và đời 4 chắc chắn là sẽ kém đời năm máy ảnh anh em xem trên điện thoại hay app trên facebook có thể nó không khác biệt nhiều nhưng ông lên máy tính thì sẽ thấy nó khác biệt nhiều nhưng mà nó không không đến cái mức mà một trời một vực từ con xl lên con hai thì một trời một vực đấy nhưng mà từ con hai lên con ba con ba lên con bốn nó chỉ chín phẩy hoặc là 9.5 trên 10 hoặc là 9 trên 10 thôi nó không chênh nhiều đấy mình nhấn mạnh lại với anh em nhé anh em muốn mua test gì test kiểm tra gì thì kiểm tra phải chọn cái chỗ uy tín còn ăn vạ chứ trước mặt anh em thì gần như là đủ các đời của bọn pixel đấy hai này 2 xl này tem đây con con này là mình kiểm tra máy rồi mình ghi rồi không quên có cả áp suất các kiểu 128 ghi này 2XL3 3XL4 4XL3A. Bọn pixel này có hai dòng là dòng cao cấp và dòng trung cấp. Dòng trung cấp nó có thêm chữ A anh em nhé. 3A, 3AXL. Và sắp tới sẽ có thêm con 4A nữa. Còn lại đều là dòng cao cấp, cao cấp ở thời điểm nó ra. Cái dòng trung cấp thì có con chip đời thôi, chip uh, Snap uh, 670. Còn cái dòng cao cấp là Snap 835 này. Slap 845 này. Slap 855 này. 835 là đời 2. 845 là đời 3. 855 là đời 4, 4XL. Mình nói lại những cái mình đã nói rất nhiều lần rồi. Tại vì có nhiều người người ta trục lợi, người ta lập lập lèng, mập mờ với anh em. Pixel chỉ có 3A, 3 axl XL, 4 và 4XL là hai sim nghiêm chỉnh. Pixel 2 và Pixel 2XL không có hai sim không có e sim ở việt nam việt nam không tham dự cái dự án cái gì fi project ấy. cho nên là không có e sim còn lại con 3 và con 3 xl không có hai sim hai sóng với những con mà mở được oem oem là gì thì mình xin phép anh em google hoặc là anh em search bài viết của mình mình giải thích rất kỹ rồi những con có thể mở được OEM thì có thể chạy bản 10 Android 10 beta để chạy được hai sim hai sóng nhưng không được update nữa rất nhiều ông lừa anh em cái này tôi có con ba hai sim chẳng có con ba là hai sim cả các ông chạy về bản beta thì nó có hai sim hai sóng nhưng các ông không được update nữa thường là mấy ông có để trục để lợi ai nói xấu mình đâu đúng không mấy ông để trục lợi với ông chỉ nói mập mờ đến đoạn tôi có con ba hai sim nhưng không hề nói là tôi có con ba nếu chẳng may update thì nó mất hai sim hai sóng và nó mình nhấn mạnh luôn là nó sẽ có một số lỗi lặt vặt anh em dùng biết người, người ta sẽ khẳng định là không có anh em cứ dùng thì sẽ thấy túm lại là pixel nhá 2, 2XL không có 2 SIM, 2 sóng, không có e-SIM Pixel 3, 3XL có e-SIM nhưng không có 2 SIM, 2 sóng Pixel 3, 3XL có thể chạy bản ROM Beta Beta 10 của Android 10 để 2 SIM, 2 sóng Nhưng nó không ổn định và không được update nữa Chính thức có 2 SIM, 2 sóng chỉ có 3A 3AXL, 4 và 4XL rồi Pixel này có máy nhà mạng nhé Máy Nhật ấy, nó cũng không tắt được âm chụp ảnh Anh em cài K1 thì sẽ tắt được âm chụp ảnh không quan trọng đấy cái đấy lắm để ý là nếu mà bản 3A hay 3XL mà của máy của Nhật thì nó sẽ không có hai sim hai sóng đâu nhé đấy mình nói sơ qua này con Pixel 2 này còn này mình sẽ nói trong khoảng một phút thôi là hết tất cả các đời Pixel ưu điểm của nó luôn Pixel 2 chụp đẹp màn hình hiển thị hơi ấm nhưng mà pin hẻo pin chỉ khoảng 4 tiếng trở về 3 tiếng rưỡi đến 4 tiếng nhu cầu dùng như mình chẳng hạn sáng rút sạc tầm một giờ chiều mình cắm sạc mình sẽ không bao giờ dùng con này mặc dù mình rất thích cái dáng nhỏ gọn của nó Pixel 2 XL cấu hình giống hệt con 2 hai con này cấu hình giống hệt nhau 3 và 3 XL cấu hình sẽ giống hệt nhau luôn con 2 XL cấu hình giống hệt con 2 màn hình to hơn nhưng màn hình nó tối hơn anh em phải để độ sáng tầm 70 trở lên mới thấy nó nó đẹp màn 2k AMOLED nhưng mà tối con này cái ưu điểm là chụp đẹp pin trâu màn to và đến bây giờ thì rẻ nữa nó là rẻ nhất trong những đám này Đấy. nếu anh em đang phân vân giữa hai con này thì chắc là sẽ, sẽ có lựa chọn của mình rồi nhé cấu hình giống nhau con này pin hẻo cấu hình giống nhau con này pin trâu nhưng màn ngả xanh màn tối hơn đến đời tiếp theo là đời ba con ba nhỏ này giống như con hai nhỏ pin hơi hẻo pin nó trâu hơn con hai nhưng nó vẫn hẻo màn hình của đời ba đẹp hơn màn hình của đời hai anh em nhé màn hình đời ba đẹp hơn màn hình đời hai 3XL thì pin trâu hơn con 3 một chút nhưng thua con 2XL Cấu hình của con 3XL và con 3 giống nhau Đều slap 845 Màn hình đẹp như nhau Con này có tai trâu <laughs> Nó to đùng như gọi là tai trâu Ẩn được nhé Khi ẩn thì nó sẽ bôi đen luôn cả hai bên cạnh này Màn hình bằng đúng hệt con 2XL luôn Pin siêu hẻo này Pin trâu này Màn xấu Màn nhạt Pin hẻo này Màn đẹp này Pin trâu hơn một chút Hẻo hơn con 2XL tất cả những con này chụp ảnh đều đẹp nhé Đến đời 3A và 3AXL cũng tương tự 3A và 3AXL có cấu hình giống nhau nhưng con 3AXL thì pin sâu hơn nó to hơn sẽ có anh em hỏi mình Ô, sao màn to tôi nhìn pin có 2000 000 mấy với cả 3.000 mấy sao sâu cái pin bao giờ nó hao nhiều vào màn anh ạ màn càng đều Tức là cấu hình máy càng đều thì cái pin nó càng ít hao Đấy. Nếu là mình, mình sẽ lựa chọn con 3AXL và bản thân mình đang dùng một con. Tại vì nó rẻ, chụp đẹp. Mình không chơi những cái game nặng nề thì mình thấy nó vẫn mượt. Mượt như uh, gì luôn. Ấy. Không biết gọi là như gì rồi nhưng nó vẫn mượt. Nó đáp ứng đủ cái nhu cầu của mình. Có nhiều anh em hiểu nhầm nhé. Con 3 và con 3AXL. Con 3 có chip Visual Core. Con 3AXL không có con chip đấy. Con chip đấy không có tác dụng chụp ảnh đẹp lên. Nó chỉ có tác dụng lưu ảnh thành phẩm nhanh hơn. Ví dụ nhé mình chụp con này chụp xong một tấm tách phát sau đó mình ấn vào xem thì anh em sẽ thấy cái vòng ngoái ngoái đang xử lý ấy. nó xử lý khoảng độ lửa dây thì với con 3 x là sau khi chụp xong mình ấn vào xem nó sẽ ngoái khoảng lửa dây và thêm khoảng 1 phần ba dây nữa nó lâu hơn một chút so với con này trong cái phần xử lý ảnh thành phẩm còn ảnh chụp đẹp ngang nhau luôn gần như là ngang nhau có thể nói là 9,8 9,9 trên 10 không thể gần như không, ông nào phân biệt được thì giỏi đấy còn mình thì mình không phân biệt được không phân biệt ảnh chụp của hai con đâu góc rộng hơn một chút hay là màu chi tiết hơn một chút một chút đúng nhất của từ một chút ok anh em nhé con hai đây và con hai là cấu hình giống nhau con ba và con ba xl cấu hình giống nhau 3 a và 3 a cấu hình giống nhau 4 và 4 xl cấu hình giống nhau chúng nó chỉ khác nhau cái giữa một đời đấy chúng nó chỉ khác nhau cái thời lượng sử dụng pin to nhỏ thôi và giữa các đời ấy, nó chỉ khác nhau về màn đẹp hơn hay không còn chụp thì gần như là xem xem màn đẹp hơn hay không pin trâu hơn hay không con 3AXL màn tối hơn một chút so với con 3XL Con 3AXL màn đẹp hơn con 2XL và con 2 Như mình đã nói từ đầu ấy Pixel anh em cứ mua con nào Đắt tiền, con nào đời cao Thì con đấy xịn hơn Chờ mình tí mình bật kê Đà hiểu nóng quá Ok đến đây thì mình nghĩ là nhiều anh em sẽ có cái lựa chọn giống như mình rẻ thì mua con 2 xl màn thích to nhỏ gọn màn mà đẹp hơn mua con 3 thích pin trâu chấp nhận muốn nó ngon bổ rẻ pin trâu chấp nhận hạ thấp những cái điều kiện sử dụng ví dụ màn hiển thị xấu hơn nhưng mà bù lại pin trâu hơn thì sẽ chọn cái dòng a 3 a hoặc 3 xl tiếp theo là đến dòng cao cấp nhất dĩ nhiên là mình anh em mà có tiền thì cứ mua dòng này thôi đây là pixel 4 con này pin 2009 hay là 2008 nhỉ? Nhưng mà dưới 3.000 đấy. Nhưng mà thời lượng sử dụng pin chắc chắn phải tầm 5 tiếng trở lên. Nhiều anh em bảo pin tôi dùng có mấy tiếng, không phải đâu. Mua phải máy dựng nhá. Anh em nào mua con 4 của mình rồi xác nhận hộ mình. Pin rất là ok, dùng cả ngày. Con 4 và con 4XL thì gần như là giống hệt nhau. Bọn này có một cái nhược điểm là nó bỏ xứ vân tay rồi, nó chỉ còn nhận diện khuôn mặt thôi. Và nó bỏ tay trâu nữa bỏ ốp vào trong nó đỡ phản cảm 4 và 4XL kích cỡ khác nhau một chút thôi anh, anh em nào thích to thì lấy to anh em nào thích nhỏ thì lấy nhỏ mình mà có tiền mình sẽ dùng con 4XL mình thích to pin pin trâu Ok cho mình nói sơ với anh em về cái đặc điểm của từng máy còn bây giờ nói đến phần quan trọng nhất nhiều anh em quan tâm nhất đó là cái phần kiểm tra máy khi mua sau khi anh em so sánh những cái đặc điểm của từng máy nhé anh em đã quyết định được là mua con nào thì anh em phải chọn là mua ở đâu mua của người bán nào hay là thôi mình mua của người dùng nó rẻ người dùng nhé nói thẳng ra đừng anh, anh em đừng tự ái nếu không biết thì sẽ bị mất tiền oan mua COD nó lừa này mua phải hàng mua của người tử tế nhé còn người đều thì chắc chắn là bị ăn lừa rồi mua người tử tế thì chẳng may đen cái mua cái hôm sau nó có vấn đề anh em cũng phải chịu chứ người ta là người dùng mà người ta không bán kiểu bảo hành Ok sau khi chọn lựa rồi anh em chia sẻ với anh em cái cách test máy Cũng như các bạn khác thôi Đầu tiên nhé Khi anh em bật một con máy lên anh em nhìn cho mình cái phần trăm pin Anh em không có máy đo nguồn các kiểu mà Nhìn cho mình cái phần trăm pin Ví dụ con này đang 84% Lát nữa test khoảng 5 phút xong Vẫn còn 84 thì tốt quá Nó còn tụt xuống 83 cũng được Mà nó tụt xuống 50 chẳng hạn Thì là pin hoặc nguồn có vấn đề Bye bye ngay Bye bye cả công bán luôn đừng bao giờ gặp lại Đầu tiên anh em kiểm tra con máy là bật máy lên nhá, xem pin trước hộ mình. Nhét sim vào luôn đi, nhét sim vào cho nó nhận sóng. Đây có con sim Viettel này. Đấy, sau đó anh em kiểm tra cái ngoại quan của máy. Xem nó có cấn móp, có bị rơi vỡ gì không. Ví dụ mà nó bị rơi xước ở đây chẳng hạn. Đây mình có một con xước này. Đấy, cái cái đít nó bị xước này. Với xước anh em nhìn nó phải xước tự nhiên như thế nào là xước tự nhiên nó không tự nhiên ví dụ bị xước viết rất nặng ở đây kéo dài như này nhưng tự nhiên đến cái đoạn lưng hay là đến màn hình thì không thấy xước nữa vô lý thế thì nó phải thay lưng hoặc mà thay màn hình rồi nếu xước ở giữa này thì nó chỉ là cọ quẹt gì đấy nó xước ở đây này thì còn hợp lý được chưa anh em phải xem cho vết xước có chứ mình có chứng nhận vết xước hay không vết xước có tự nhiên không bóp bóp xem nó có ọp ẹp không nhiều con bóp nó bở như vôi luôn ok sau đó là kiểm tra đến cái màn kiểm tra ngoại hình này xem camera có xước không màn viền có xước không màn xước còn chấp nhận được chứ camera xước thì không nên lấy nhé sau đó anh em bật cái máy lên kiểm tra màn hình vào cái màn hình trắng nếu mà không có thì anh em google trắng white white vào cái hình ảnh trắng bất kỳ hình ảnh đen bất kỳ black bất kỳ đấy nhìn nghiêng ngửa xem màn nó có bị ám không có bị đốm không có bị đốm đốm đen không hư hỏng ở đâu không nếu nó không bị thì kiểm tra đến cảm ứng kiểm tra cái màn đầu tiên thì cái màn đắt tiền nhất kiểm tra cảm ứng thì kiểm tra kinh điển rồi anh em giữ một cái icon bất kỳ này di kỹ các khu vực ở trên màn di càng kỹ càng tốt nếu ở đâu mà cảm ứng không nhận ví dụ ở đây chẳng hạn nó sẽ bị đứt tuột ra nó sẽ tuột ở đây anh em hình dung nhá nếu di từ đầu đến đuôi không vấn đề gì thì là màn ngon các lại nhanh nhá kiểm tra viền này kiểm tra cam xước không màn xước không này cái độ xước nếu mình có chấp nhận được không này sau đó kiểm tra đến màn hiển thị có bị ám có bị đốm không? cảm ứng của màn có ok không? ok. sau đó là vào đến wi-fi đăng nhập wi-fi. Đấy, đăng nhập wi-fi này. nó vào mạng bằng wi-fi. thấy ok ngon tắt đi. kiểm tra bluetooth. nhắc sim nghe gọi. bật loa trong loa ngoài. bật 4g vào mạng bằng 4g xem có được không? ok. sau khi kiểm tra hết những cái đấy nó sẽ mất khoảng 5 phút mà anh em thấy pin phần trăm nó tụt 1-2 phần trăm là ok mình đang test máy hoạt động liên tục mà chứ tụt mà khoảng 10 đến 20 phần trăm trong vòng 5 phút thì chắc chắn là có vấn đề không nên dùng rồi đến phần quan trọng nhất pixel mà không kiểm tra cái này thì là ớt ơ anh em vào chụp ảnh lấy nét xa gần lấy nét gần anh em thấy cái điện thoại sau tay mình nó mờ đi không bỏ tay ra điện thoại rõ cái tay thì lại mờ đi đấy lấy nét xa gần ok 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 chụp thử một tấm đấy. xem có lưu không nếu mà nó lưu bình thường là ok thử xem có lưu không này lưu bình thường là ok này quay xem có lưu không mic ghi âm có ok không cho anh em cắm sạc cắm tai nghe xem nghe được không cắm sạc xem có nhận được không sạc nhớ sạc cả hai đầu sạc tai gì nhá cắm chiều này và cắm chiều kia nếu vẫn nhận bình thường vẫn báo sạc nhanh là ok và một có thể anh em cần kiểm tra cái áp suất áp suất mình không bao giờ mình nhấn mạnh bởi vì này anh em nào đã chơi pixel kể cả chơi samsung sony mình cũng gặp rất nhiều rồi máy zin nhá, nguyên áp bật đèn pin chiếu kỹ càng dù một thời gian vẫn thấy bụi lọt vào trong hay là những cái con mặc dù áp cao luôn xong rồi những cái con mà bị dựng lại áp làm lại đấy. áp cũng cao chót vót những cái đấy nó không quan trọng bằng những cái mà mình vừa nói trên mục áp thì mình nói sau cùng áp suất anh em có thể tải những cái áp vào xe play này gõ chữ áp suất kiểm tra áp suất hoặc gõ sensor đấy nó ra một loạt các cái áp kiểm tra áp suất này nếu anh em kiểm tra thì vào cái Pressure Pressure xong ấn nếu mà nó có nhảy là được Đừng có quan điểm là nhảy cao thì mới chuẩn nhé Có nhảy là được Nhảy cao chưa chắc đã ngon đâu, ăn quả lừa đấy Rồi sẽ Coi như xong rồi đấy, anh em kiểm tra nhanh không Nếu mà mình cảm thấy cái bài hướng dẫn của mình có gì mà chưa đúng thì anh em góp ý nhé Nó hơi dài một chút nhưng mà tại vì mình cố gắng mình nhắc Tổng thể Từ việc lựa chọn máy Cho đến kiểm tra sơ bộ thì nếu chỉ nói về kiểm tra sơ bộ thì mấy phút là xong. Marco Mobile nha anh em nhé, 0838687997. Anh em mà có gì thắc mắc thì alo mình, mình hướng dẫn, mình biết mình hướng dẫn, mình không giấu gì. Nhưng mà nhiều anh em mà, tại sao mình làm cái clip này nhiều anh em cứ hỏi mình ấy, mình không thể mỗi ngày trả lời khoảng hai ba ông, chục ông được. Mình làm cái clip tổng để anh em cùng tham khảo. Nếu mà cảm thấy mình nói gì chưa đúng anh em góp ý nhé.